Nam mô gì Đà Phật, Nam mô gì Đà Phật, Nam mô gì Đà Phật. Con lạy chí minh trời lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con lạy Phật Thích Ca Mâu Ni, con lạy Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phổ Hiền Bồ. Con cung thỉnh lễ Hoa Nghiêm Tam Thánh, con cung thỉnh lễ Ngài Kiều Trấn Như, lễ Ngài Át Nan Tôn Giả, lễ Ngài Ca Diếp Tôn Giả, lễ Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Con cung thỉnh lễ Tây Phương Tam Thánh, lễ Đức Phật A Di Đà, lễ Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ Đại Thế Chi Bồ Tát. Con cung thỉnh lễ Đông Phương Tam Thánh, Đức Phật Giáng Sư Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Đại Huyền Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Định Đại Hải Chúng Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Vận Bồ Tát, Con Đổi Ơn Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp, Kim Cang Tứ Đại Thiên Vương, Ngài Thi Đà Hộ Pháp, Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ, Đổi Ơn Chư Thiên Giáng Ngự Nơi Đây, Lạy Vua Trời Đao Lợi Đầu Xuất, lạy hộ pháp thường trụ tam bảo thiên long bát bộ hộ pháp kim cang tứ đại thiên vương, ngài thi đà hộ pháp, ngài tiêu diện đại sĩ, đội ơn chư tiên thần thánh việt nam quốc về đây học phật tu học phật đạo hộ pháp thường trụ tam bảo. Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện hương nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phát khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, dọn đời giữ đạo theo độ thánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu phật từ ba hộ tâm bồ đề kiên cố chi tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giang. Nam mô hương cúng dường bồ tát, nam mô hương cúng dường bồ tát, nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha tát. Tụng kinh vạn phật lạy phật quá hiện tại quá khứ vị lai tam thế chư phật. Nam mô bất định nguyện phật, nam mô triển thai phật, nam mô triển tư nạn phật, nam mô bất hành niệm phật, nam mô thành tựu nhất thiết niệm phật, nam mô hư không phật, nam mô hữu thắng phật, nam mô vô lượng quang minh phật, nam mô phương tây nam thành tựu nghĩa như lai làm thượng thủ, nam mô thành tựu nghĩa pháp hành phật, nam mô thành tựu viêm phật, nam mô thành tựu nghĩa thắng phật, nam mô thiện viêm phật, nam mô thường pháp thành phật, nam mô thiện trụ phật, nam mô vô lượng pháp hành phật, nam mô vô tướng tu hành phật, nam mô vô biên tu hành phật, nam mô phổ tu hành phật, nam mô nhân đăng quang minh tác phật, nam mô phổ tạng phật, nam mô phổ sơn phật, nam mô vô biên hình tượng phật, nam mô vô biên tinh tấn phật, nam mô la võng quang phật, nam mô mạn đà la phật, nam mô quang minh luân phật, nam mô thiện kiến phật, nam mô bất không thuyết danh phật, nam mô phá nhất thiết bồ y phật, nam mô bảo kiên cố phật, nam mô long tự tại vương phật,
Nam mô vô lượng công đức vương, Nam mô quang minh bộ Phật, Nam mô vô biên hoa Phật, Nam mô vô biên hống tình Phật, Nam mô lạc tinh quang minh công đức Phật, Nam mô bất nhị luân Phật, Nam mô vô lượng quang minh Phật, Nam mô hoa quang Phật, Nam mô vô lượng tinh Phật, Nam mô cao minh Phật, Nam mô kiên cố tự tại vương Phật, Nam mô nhận diện Phật, Nam mô thiện nhãn Phật, Nam mô thắng công đức Phật, Nam mô bảo hoa Phật, Nam mô bảo thành tựu Phật, Nam mô nguyện hoa Phật, Nam mô nhất thiết chúng sanh tu thành Phật, Nam mô chuyển nhất thiết thế gian Phật, Nam mô vô lượng quang minh vô hình Phật, Nam mô vô úy Phật, Nam mô nhất thiết lạc niệm thuận hành Phật, Nam mô Tây Bắc phương phổ ương quang minh Như Lai làm thượng thủ, Nam mô Pháp Sở Hương Quang Minh Phật, Nam mô Hương Sơn Phật, Nam mô Hương Thượng Phật, Nam mô Hương Thắng Phật, Nam mô Hương Thân Phật, Nam mô Hương Luân Phật, Nam mô Quang Minh Vương Phật, Nam mô Diệu Ba Đầu Ma Vương Phật, Nam mô Phật Cảnh Giới Phật, Nam mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật, Nam mô An Lạc Phật, Nam mô Phái Thắng Phật, Nam mô Phóng Quang Minh Hoa Phật, Nam mô Hoa Cái Hành Phật, Nam mô Hoa Trương Phật, Nam mô Kim Hoa Phật, Nam mô Hương Hoa Phật, Nam mô Cao Vương Phật, Nam mô Thiện Đạo Sư Phật, Nam mô Thắng Nhất Thiết Chúng Sanh Phật, Nam mô chuyển nhất thiết niệm Phật, Nam mô vô lượng hạnh hoa Phật, Nam mô vô lượng hương Phật, Nam mô phổ chiếu quang minh Phật, Nam mô phổ chiếu phóng quang minh Phật, Nam mô phổ hương quang minh Phật, Nam mô phổ phóng quang minh Phật, Nam mô thành tựu thắng hoa Phật, Nam mô bảo la bóng tượng Phật, Nam mô diệu quang Phật, Nam mô phổ nhất cai quốc độ Phật, Nam mô tinh tú vương Phật, Nam mô hiện tụ Phật, Nam mô bất trụ vương Phật, Nam mô hương phong Phật, Nam mô vô biên trí cảnh giới Phật, Nam mô bất không hành Phật, Nam mô bất không kiến Phật, Nam mô vô chướng ngại nhãn Phật, Nam mô sơ phát tâm Phật, Nam mô vô lượng nhãn Phật, Nam mô nhiên đăng thượng Phật, Nam mô phổ quang minh Phật, Nam mô chiếu quang minh Phật, Nam mô đế tướng Phật, Nam mô nhất thiết Phật quốc độ nhất thiết chúng sinh bất đoạn lạc thuyết Phật, đem nhân duyên công đức lễ Phật này nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tương tốt tròn đầy. Pháp thần sư Phật hướng vai tròn tốt này con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tát. Trên đây 2100 vị Phật, Nam mô A Lậu Na Phấn Tấn Phật, Nam mô Bồ Tích Phấn Tấn Phật, Nam mô Phương Đồng Ngắc La Đoạn Nhất Thiết Ưu Não Như Lai làm thượng thủ, Nam mô Ly Ưu Phật, Nam mô Lạc Thành Tiểu Công Đức Phật, Nam mô Vô Úy Vương Phật, Nam mô Thắng Di Lưu Phật, Nam mô Hương Sơn Phật, Nam mô Câu Lân Phật, Nam mô Đại Thể Thắng Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật, Nam mô Hoa Thành Tựu Phật, Nam mô Hống Nhãn Phật, Nam mô Thắng Chúng Phật, Nam mô Vô Biên Quang Minh
Nam mô vô biên quang minh Phật, Nam mô hương cao sơn Phật, Nam mô vô vĩ vượng Phật, Nam mô thành tựu thắng vô vĩ Phật, Nam mô vô biên quang chiếu quang minh Phật, Nam mô quang minh Phật, Nam mô hương di lưu Phật, Nam mô ly kinh bố thành tựu thắng Phật, Nam mô vô lượng công đức nguyện thành tựu Phật, Nam mô nhất thiết công đức trang nghiêm Phật, Nam mô bất khả thắng tràng Phật, Nam mô tăng thượng hạ, Nam mô tăng thượng hộ quang minh Phật, Nam mô hoa thắng vương Phật, Nam mô vô biên thành tựu hạnh Phật, Nam mô nhất thiết thắng Phật, Nam mô hữu công luân thanh tịnh vương Phật, Nam mô vô lượng hống tinh Phật, Nam mô vô lượng hống diệu tinh Phật, Nam mô bảo thắng công đức Phật, Nam mô tịnh thắng Phật, Nam mô vô ngại hương tượng Phật, Nam mô cao quang minh Phật, Nam mô đại xưng Phật, Nam mô xưng thân Phật, Nam mô kiên cố tự tại xưng vương Phật, Nam mô ta la vương Phật, Nam mô vô lượng chiếu Phật, Nam mô an ổn vương Phật, Nam mô đại tích Phật, Nam mô cổ công đức tăng thượng vân thịnh đăng Phật, Nam mô cao tích Phật, Nam mô công đức vương quang minh Phật, Nam mô kiên tích tụ Phật, Nam mô bảo thắng quang minh Phật, Nam mô yêu bát la quang minh tác Phật, Nam mô nguyệt vương Phật, Nam mô chiên đàn Phật, Nam mô nguyệt thắng Phật, Nam mô phạm quang Phật, Nam mô hạnh tịnh Phật, Nam mô nhất thiết thắng Phật, Nam mô nan thắng Phật, Nam mô bảo tác Phật, Nam mô vô lượng thinh Phật, Nam mô thọ đề Phật, Nam mô long thiên Phật, Nam mô nhận thiên Phật, Nam mô sư tử Phật, Nam mô vô cấu minh Phật, Nam mô thế gian thiên Phật, Nam mô thắng tích Phật, Nam mô nhân tự tại cung kính Phật, Nam mô hòa thắng Phật, Nam mô phát tinh tấn Phật, Nam mô hòa diệu hương quang minh thắng Phật, Nam mô vô cấu hương hòa thắng Phật, Nam mô cổ kiến Phật, Nam mô bất động Phật, Nam mô bảo tràng Phật, Nam mô vô lượng quang minh Phật, Nam mô diệu bảo thinh Phật, Nam mô biến chiếu Phật, Nam mô trí quang minh vương Phật, Nam mô ma ni quang minh thắng Phật, Nam mô vô lượng hoa quang minh thiện thắng vệ Phật, Nam mô lô xá na Phật, Nam mô trí tuệ tự tại Phật, Nam mô thủy tụ nhật Phật, Nam mô hỏa nhiên đăng Phật, Nam mô nguyệt quang minh Phật, Nam mô vô chướng ngại trí Phật, Nam mô hoa hương Phật, Nam mô bảo quang minh Phật, Nam mô mạn đà la hương hí Phật, Nam mô câu lần trí biệm Phật, Nam mô đại nguyện hương Phật, Nam mô hoa tràng Phật, Nam mô vô chức trí Phật, Nam mô bảo tát Phật, quy mạng như vậy cả thảy vô lượng ức tỷ bà la Phật, đem nhân duyên công đức lễ Phật này nguyện đặt thân trang nghiêm của trăm phước thương tôn tròn đầy sắc thần pháp thần chư Phật tướng bốn mười rằng đầy đủ, nay con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tát. Trên đây 2.200 vị Phật. Nam mô yêu thầy.
Thắng Phật, Nam Mô Bảo Sơn Phật, Nam Mô Nhân Vương Phật, Nam Mô Lực Thắng Phật, Nam Mô Hương Thắng Phật, Nam Mô Phổ Mãn Hoa Phật, Nam Mô Vô Cấu Quang Minh Phật, Nam Mô Lạng Thiết Trang Nghiêm Tư Duy Phật, Nam Mô Vô Cấu Nguyện Tràng Phật, Nam Mô Câu Tô Ma Quang Minh Tắc Phật, Nam Mô Hỏa Hành Phật, Nam Mô Bảo Thượng Phật, Nam Mô Vô Vĩ Quan Phật, Nam Mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật, Nam Mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Đẳng Hỷ Xưng Phật, Nam Mô Kim Quang Minh Oai Đức Vương Phật, Nam Mô Thiện Tuyết Tăng Thượng Danh Thắng Phật, Nếu Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân, 10 ngày lễ bái đọc tụng hồng danh chư Phật này, xa lìa tất cả nghiệp chướng mãi dứt các tội. Nam Mô Phổ Quang Minh Phật, Nam Mô Tự Tại Tràng Vương Phật, Nam Mô Quá Trùng Trùng Định Đối Phấn Tấn Phật, Nam Mô Vô Lực Công Đức Quang Minh Thắng Phật, Nam Mô Vô Chướng Ngại Phật, Nam Mô Bảo Ba Đầu Ma Phấn Tấn Tăng Phật, Nam Mô Bảo Hoa Thiện Trụ Sơn Tự Tại Vương Phật, Nam Mô Trí Tự Phật, Nam Mô Quang Minh Phật, Nam Mô Nan Hàng Phụng Phật, Nam Mô Phổ Chiếu Tập Vương Thế Giới Phật, Nam Mô Đại Hải Phật, Nam Mô Bảo Tạng Phật, Nam Mô Ngân Tràng Phật, Nam Mô Tràng Nhật Vương Phật, Nam Mô Oai Đức Tự Tại Vương Phật, Nam Mô Giác Vương Phật, Nam Mô Tập Lực Tự Tại Vương Phật, Nam Mô Bình Đẳng Thắng Phật, Nam Mô Chiên Đàn Thắng Phật, Nam Mô Sơ Pháp Tâm Từ Duy Viễn Lì Trừ Bố Vi Phật, Nam Mô Phiền Não Vô Ngại Diệu Thắng Phật, Nam Mô Kim Cang Túc Bộ Phật, Nam Mô Bảo Tượng Quang Minh Túc Phấn Tấn Phật, Nam Mô Hàng Phục Chư Ma Nghi Phấn Tấn Phật, Nếu Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân Thọ Trì Đọc Tụng Hồng Danh Chư Phật này, một kiếp A Tăng Kỷ Vượt Siêu Thế Gian Chẳng Vào Đường Dư. Nam Mô Sơ Phát Tâm Bất Thôi Chuyển Thành Tựu Thắng Phật, Nam Mô Bảo Thái Thượng Quang Minh Phật, Nam Mô Giáo Hoa Bồ Tát Phật, Nam Mô Sơ Phát Tâm Đoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật, Nam Mô Quang Minh Thắng Phá Ám Tam Muội Thắng Thượng Vương Phật, Nam Mô Lạng Thiết Trang Nghiêm Văn Tịnh Hoàn Hỷ Phật, Nam Mô Thanh Tịnh Hương Phật, Nam Mô Quyết Định Quang Minh Oai Đức Vương Phật, Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật, Nam Mô Kim Thánh Phật, Nam Mô Tu Di Tụ Phật, Nam Mô Nhân Vương Phật, Nam Mô Ca Diếp Phật, Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Sư Tử Phật, Nam Mô Nhiên Tự Phật, Nam Mô Minh Vương Phật, Nam Mô Thánh Phật, Nam Mô Hoa Tràng Phật, Nam Mô Thiện Tinh Thú Phật, Nam Mô Đại Chúa Phật, Nam Mô Đại Thí Phật, Nam Mô Đại Lực Phật, Nam Mô Tinh Thú Vương Phật, Nam Mô Dược Vương Phật, Nam Mô Sưng Tràng Phật, Nam Mô Đại Quang Minh Phật, Nam Mô Hỏa Tụ Phật, Nam Mô Nguyện Chiếu Phật, Nam Mô Nhật Tạng Phật, Nam Mô Nguyện Diệm Phật, Nam Mô Thiện Minh Phật, Nam Mô Vô Ưu Phật, Nam Mô Nhất Xa Phật, Nam Mô Đại Minh Phật, Nam Mô Trụ Trì Mang Phật, Nam Mô Công Đức Minh Phật, Nam Mô Kiến Nghĩa Phật, Nam Mô Nhiên Đăng Phật, Nam Mô Diệu Ca Phật,
Nam mô Dượng Thượng Phật, Nam mô An Ổn Phật, Nam mô Kiên Đảnh Kiên Thắng Hoài Đức Phật, Nam mô Năng Thắng Phật, Nam mô Nan Thắng Phật, Nam mô Công Đức Tràng Phật, Nam mô La Hầu Phật, Nam mô Thắng Chúng Phật, Nam mô Phạm Thanh Phật, Nam mô Kiên Cố Ý Phật, Nam mô Quang Minh Tác Phật, Nam mô Đại Cao Sơn Phật, Nam mô Kim Cang Kiên Phật, Nam mô Vô Úy Phật, Nam mô Tự Tại Phật, Nam mô Thượng Đức Phật, Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Nhãn Lực Tiên Phật, Nam mô Hoa Quang Minh Nhân Ái Phật, Nam mô Đại Hoài Đức Phật, Nam mô Nhật Tịnh Vương Phật, Nam mô Vô Lượng Mạng Phật, Nam mô Long Đức Phật, Nam mô Kiên Bộ Phật, Nam mô Bất Không Kiến Phật. Đem nhân duyên công đức lễ Phật này nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tương tốt tròn đời. Phá thần dư bật tướng rằng trắng sạch bằng khít gốc sầu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Trên đây 2300 vị Phật. Nam mô Tinh Tấn Đức Phật, Nam mô Lực Hộ Phật, Nam mô Hoan Hỷ Phật, Nam mô Đức Thắng Phật, Nam mô Sư Tử Tràng Phật, Nam mô Thắng Pháp Phật, Nam mô Hoan Hỷ Vương Phượng Thủ Phật, Nam mô Ái Tác Phật, Nam mô Công Đức Chi Phật, Nam mô Hương Tượng Phật, Nam mô Thiện Quang Phật, Nam mô Vân Tinh Phật, Nam mô Thiện Tư Duy Phật, Nam mô Thiện Đức Phật, Nam mô Vô Cấu Phật, Nam mô Nguyện Thượng Phật, Nam mô Đại Sưng Phật, Nam mô Ma Ni Bảo Phật, Nam mô Thắng Vương Phật, Nam mô Sư Tử Bộ Phật, Nam mô Thọ Vương Phật, Nam mô Quang Minh Thắng Phật, Nam mô Tích Trí Tuệ Phật, Nam mô Thiện Trụ Phật, Nam mô Kiến Ý Phật, Nam mô Cam Lồ Tuệ Phật, Nam mô Thiện Kiến Phật, Nam mô Trí Quang Minh Phật, Nam mô Kiên Hành Phật, Nam mô Thiện Kiến Phật, Nam mô Bảo Tràng Phật, Nam mô Ba Đầu Ma Phật, Nam mô Na La Diên Phật, Nam mô Lạc Viết Phật, Nam mô Chí Tát Phật, Nam mô Công Đức Phật, Nam mô Cúng Dường Phật, Nam mô Tịnh Đức Phật, Nam mô Bảo Tát Phật, Nam mô Hoa Thiên Phật, Nam mô Thiện Tư Di Nghĩa Phật, Nam mô Pháp Thượng Phật, Nam mô Tự Tại Phật, Nam mô Sưng Tuệ Phật, Nam mô Ý Sưng Phật, Nam mô Kim Cang Tràng Phật, Nam mô Thập Lực Vương Phật, Nam mô Phấn Tấn Phật, Nam mô Ni Ám Phật, Nam mô La Hầu Thiên Phật, Nam mô Di Lưu Tràng Phật, Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật, Nam mô Giới Tạng Phật, Nam mô Bảo Tạng Phật, Nam mô Thượng Tu Phật, Nam mô Tinh Tú Phật, Nam mô Đại Giác Phật, Nam mô Vô Thượng Phật, Nam mô Tam Giới Tôn Phật, Nam mô Công Đức Sưng Phật, Nam mô Ma Hương Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Sư Tử Tràng Phật, Nam mô Tỳ La Bà Vương Phật, Nam mô Thắng Tạng Phật, Nam mô Thị Hiện Hữu Phật, Nam mô Nguyệt Quang Phật, Nam mô Kim Sơn Phật, Nam mô Sư Tử Đức Phật,
mô thị hiện hữu Phật, nam mô bất cả xưng tàng Phật, nam mô quang minh Phật, nam mô xưng nguyện Phật, nam mô kiên tinh tấn Phật, nam mô vô thí dụ xưng Phật, nam mô ly vi Phật, nam mô ứng tiền Phật, nam mô đại nhân đăng Phật, nam mô đa thế gian Phật, nam mô diệu vương Phật, nam mô trụ trì công đức Phật, nam mô ly ám Phật, nam mô vô tỷ Phật, nam mô tự nhiên Phật, nam mô sư tử Phật, nam mô thiện hành Phật, nam mô bảo xung Phật, nam mô ly chư quá Phật, nam mô trụ trì cam lồ Phật, nam mô nhân nguyện Phật, nam mô nhật diện Phật, nam mô trang nghiêm Phật, nam mô ma ni quang Phật, nam mô sơn tích Phật, nam mô cao tràng Phật, nam mô pháp tác Phật, nam mô tư duy nghĩa Phật, nam mô thân tâm Phật, nam mô bảo tụ Phật, nam mô chúng thượng thủ Phật, nam mô kiết ba Phật, nam mô phổ tỷ công đức tạng Phật, nam mô phổ khai liên hoa thân Phật, đem nhân duyên công đức lễ Phật này nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. Pháp thần chư Phật tướng bốn rằng trắng nhất mà lớn, con và chúng sinh nguyện đều thành thịu. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Ma Tát. Đến đây 2400 vị Phật. Nam mô Phấn Tấn Phật, nam mô trụ trì Phật, nam mô Phân Minh Phật, nam mô Thắng Kiến Phật, nam mô Bất Khởi Phật, nam mô Công Đức Thắng Phật, nam mô Sư Tử Hống Phật, nam mô Phấn Tấn Phật, nam mô Nhân Tín Phật, nam mô Long Vương Phật, nam mô Hoa Sơn Phật, nam mô Long Hỷ Phật, nam mô Hương Tự Tại Phật, nam mô Diệu Xưng Phật, nam mô Thiên Lực Phật, nam mô Công Đức Màn Phật, nam mô Long Công Đức Phật, nam mô Trang Nghiêm Nhãn Phật, nam mô Thiện Hành Trí Phật, nam mô Trí Thắng Phật, nam mô Tuệ Chiếu Phật, nam mô Thiện Ngữ Phật, nam mô Nhật Quang Minh Phật, nam mô Quyết Định Chí Phật, nam mô Bảo Thượng Sắc Phật, nam mô Phổ Chiếu Phật, nam mô Bảo Tràng Phật, nam mô Ly Nghi Phật, nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật, nam mô Thiện Hộ Phật, nam mô Bất Không Bộ Phật, nam mô Giác Hoa Tràng Phật, nam mô Sơn Tự Tại Vương Phật, nam mô Đại Oai Đức Phật, nam mô Thiện Hiện Ác Phật, nam mô Cam Lồ Xưng Phật, nam mô Bảo Thiên Phật, nam mô Trụ Nghĩa Chí Phật, nam mô Mạng Túc Chí Phật, nam mô Bất Hiệp Liệt Danh Xưng Phật, nam mô Vô Ưu Phật, nam mô Ly Cấu Phật, nam mô Phật Thiên Phật, nam mô Địa Tự Tại Vương Phật, nam mô Hoa Nhãn Phật, nam mô Sai Biệt Kiến Phật, nam mô Pháp Quang Minh Phật, nam mô Phụ Túc Kiến Phật, nam mô Tín Công Đức, nam mô Tam Giới Tôn Phật, nam mô Nguyện Diệp Phật, nam mô Bảo Quang Minh Phật, nam mô Bảo Tràng Phật, nam mô
Diệu Xưng Phật, Nam Mô Quang Minh Tát Phật, Nam Mô Vô Lượng Oai Đức Phật, Nam Mô Quảng Hộ Phật, Nam Mô Sư Tử Thân Phật, Nam Mô Cam Lộ Tuệ Phật, Nam Mô Nam Thắng Phật, Nam Mô Công Đức Tổ Phật, Nam Mô Nguyệt Cao Phật, Nam Mô Đắc Đại Thế Chi Phật, Nam Mô Vô Lượng Bộ Phật, Nam Mô Nguyệt Vô Vĩ Phật, Nam Mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Nam Mô Rộng Mãnh Phật, Nam Mô Công Đức Nhiên Năng Phật, Nam Mô Nguyệt Vương Phật, Nam Mô Công Đức Diệm Phật, Nam Mô Quảng Trí Phật, Nam Mô Thiện Tịnh Diệt Phật, Nam Mô Thiên Quang Phật, Nam Mô Vô Cấu Phật, Nam Mô Trụ Trì Vô Lượng Minh Phật, Nam Mô Hy Thắng Phật, Nam Mô Bất Phú Tàng Phật, Nam Mô Thiện Trụ Phật, Nam Mô Đại Ý Phật, Nam Mô Thượng Thủ Phật, Nam Mô Thế Gian Quang Minh Phật, Nam Mô Đa Công Đức Phật, Nam Mô Vô Lượng Oai Đức Phật, Nam Mô Ly Sân Hận Vô Nhiệt Phật, Nam Mô Thiện Xưng Phật, Nam Mô Nghĩa Tuệ Phật, Nam Mô Ly Trần Phật, Nam Mô Xưng Đức Phật, Nam Mô Câu Tô Ma Đức Phật, Nam Mô Nhân Đức Phật, Nam Mô Tinh Tấn Tiền Phật, Nam Mô Đại Đức Phật, Nam Mô Tịnh Tuệ Phật, Nam Mô Hương Tượng Phật, Nam Mô Thượng Kiên Phật, Nam Mô An Lạc Phật, Nam Mô Bất Khả Thắng Phật, Nam Mô Nhật Nguyệt Phật, Nam Mô Lôi Vương Phật, Nam Mô Điển Vương Phật. Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước hướng tốt tròn đầy, pháp thân chư Phật tướng cạnh hàm như sư tử, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tát. Trên đây 2500 vị Phật bán nhã bà la mật đa tông nhìn quán tự tại bồ tát hành tâm, bán nhã bà la mật đa thời chế kiến ngũ uẩn la tông độ nhất thiết cổ ách xá lợi tử sắc bất dị thông công bất dị sắc sắc tức dị thông công tức dị sắc tức dẹp cục như thị xá lợi tử thị chi công tướng bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố không trung vô giác vô đạo lực vô nhãn ý thị về tâm lý vô thanh nhưng bị xuất pháp vô nhãn thôi lai thị vô ý thức thôi vô vô minh nhập vô vô minh tận lai thị vô lão tử tận vô khổ tận diệt đạo vô bồ đề tất đại ý bán nhã bà la mật đa cố Ma La Mật Đa Thị Đà Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị Vô Đẳng Chú Năng Thường Nhất Tiết Tiểu Thân Đà Ba Tư Cố Thế Văn Nhã Ma La Mật Đa Đức Chú Liệt Yết Tê Nê Ma La Yết Tê Ma La Thằng Yết Tê Bồ Đề Thân Bà Ma Văn Nhã Ma La Mật Đa Yết Tê Nê Ma La Yết Tê Ma La Thằng Yết Tê Bồ Đề Thân Bà Ma Văn Nhã Ma La Mật Đa Yết Tê Nê Ma La Thằng Yết Tê Bồ Đề Thân Bà Ma Văn Nhã Ma La Mật Đa Có hương linh nhà hôm nay các hương linh nhi thủ tầm ở hương linh đất tổ kiều huyện bách gia tầm họ còn những các còn những bàn họ những như họ những họ từ họ phạm họ trương họ cứu họ hoàng họ chu họ trần họ tấm họ 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 đi nhau đây họ hàng họ cao họ thiếu tầm đó họ trừ họ cùng đất tổ kiều huyện bách gia tầm họ rất nhiều. Hôm nay về đây xếp bảng ngay ngắn chỉnh tề, nghe Phật nghe kinh niệm danh hiệu Phật hồng danh hiệu Bồ Tát cầu siêu sinh tịnh độ Tây Phương Cực Lạc vãng sinh tịnh độ thần thú pháp hoàn ra thái chủ tiếp cũng như hiện tại hữu hình thập nhị là cô là quỷ hương lên bảng khắp nơi đây về đây mong cầu tu học cầu vãng sinh tịnh độ thần thú Nam Mô A Di Đà Phật đa đa địa đa đa di di đô và di a di di đa tất nam và di a di di đa di đa nam đế a di di đa di đa nam đa di di đa ca đề sa ba ha đa
Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Chúng Bồ Tát, tụng niệm danh hiệu vị Phật 2001 đến danh hiệu vị Phật 2500 công đức đồ thắng hành vô biên thắng bước dài hồi hướng phổ chư chúng thành các bán bồ lợi quan bậc phát nguyện tiêu tai chứng từ biển đã nguyện bắt trí huệ chân minh nghĩa phổ nguyện tổ chứng cấp tiêu từ thế giới rằng hành bồ tát đẳng lượng thân đây vâng định vô công dụng phổ mẫu hòa thai cũng gặp bộ sanh bất tai bồ tát vì làm nơi nguyên di tử công đức phổ cập ơi nhất thiên ngã đẳng chúng sinh dài cộng thành Phật đạo tam quy tự quy Phật đường nguyện chúng sinh kể theo đạo cả phát lòng vô thượng tự quy Phật đường nguyện chúng sinh đâu rõ kinh tạng trí huệ như hải tự quy tăng đường nguyện chúng sinh tâm ly đại chúng tất tẩy vô ngại hỏa năm thánh trung nguyện trí tử công đức phổ cập ơi nhất thiết ngã đẳng sinh dài cộng thành Phật đạo nam mô cầu sám môi từ phụ A Di Đà Phật Thế Tôn nguyện sinh tây phương cực lạc của nam mô cầu sám môi từ phụ A Di Đà Phật Thế Tôn vãng sinh tây phương cực lạc của nam mô cầu sám môi từ phụ A Di Đà Phật Thế Tôn nguyện vãng sinh tây phương cực lạc của nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật.